Bây giờ tôi một ngày vậy là cái bằng 5-6 viên thuốc á. Ông thường ngày mười mấy 20 viên hả? À, 14. Ngày 1, 2, 3, 4, 5. Luôn chích là 14 viên. Trời ơi. Dạ, sống nhà thuốc. Thôi để lại ông sĩ ông lại hỏi ông. Rồi đó nói ông. Rồi bây giờ tôi cắt bánh đầu tiên nha. Hỏi, cắt bánh lên chú ba ra, không cho ông ra cắt nha. Đợi ông sĩ lại hỏi ông có làm sao đây, để mất công làm gì thầy ông. Lần đầu tiên nha, tập gói rồi cho hy vọng đi nha. Thấy cũng xôn tụ quá đó thầy. Ừ. Rồi nay gói chập nữa. Vì gì á mình, nếu mà tới chuyện gói khéo quá lạ lá mấy này đẹp lắm chú. Theo tôi vớt ra tôi đi ngâm đàng hoàng, này ngâm nước lạnh liền cho nóng hư nè, thấy không? Hy vọng coi nha. Đúng rồi cái này nè. Rồi ôi, không đến đổi chú ơi. Thích rồi đây, thích đây, thích đây. Nè. Cũng thích ha. Nè, không có đổi con lành. Thưởng thức mày vô. Vua mình ở xứ xa mình có những cái món món đồ ăn tết. Ủa này hình nước bánh hồng không, bánh hồng kẹo không? Thôi trời ơi, cái này ăn không vậy là ngon rồi. Ăn đúng không kiểu nữa không, ăn cần dưa món không? Dưa món nữa thì ngon nữa, nhưng mà thầy món... có răng thầy nha cái đó chứ ông tét con dưa món là số 1 rồi. Đây ông kính lão đắc thọ ông già dạ, thử coi trời, đã coi đã quá ngon, thử coi ông ăn, để ông ăn trước thì tôi ăn sau, thử coi ông ý kiến coi. Lần đầu tiên trong đời tự pha chế đó. Mình mà đất chuối đông khéo sao nó nở tình bành vậy em biết. Cái này chắc hấp 4 tiếng á. Cái này nấu 4 tiếng á. Ồ, tại cái đậu thầy làm tính trước rồi. Nếp á. Sao được không? Ngon không? Bánh ngon chứ. Đâu ăn ăn coi cái miệng có duyên không? Miệng không có răng mà duyên lắm rồi. Đâu thử coi. Ngon phải không? Bảo đảm chất lượng vệ sinh không? Ngon ngon. Vệ sinh môi trường ha. Ngon ngon. Ăn rồi. Ngon ngon. Ngon ngon. Thấy không? Như là thấy tôi không có đi làm cái này. Mềm mềm. Hả? Ngon. Ngon hơn kỳ trước phải không? Ngon. Kỳ trước là cái cô gói nhưng mà cái nếp này thầy cho chút muối vô nữa ngon nữa à. Thêm chút muối nữa hả? Ừ. Để nó hơi lạc ra. Từ bữa nay thêm chút muối ha. Ừ. Thêm muối cho nó mặn nữa, ăn không vậy trời sao ngon ạ. Ừ. Rồi ngon ngon ha. Ừ. Ăn này khỏi nhai ha. Khỏi nhai. Nếp dẻo quá. Nhưng mà cái chuối tôi làm nó hơi bị... Rồi được ơi, chuối đã tươi chú. Ngon lành luôn nè. Ừ. Thấy không? Ngon à. Đó. Đó. Cá lý rồi. Cá lý. Đã dẹp suốt đi. Uống xong rồi. Cái nhân là vừa quá. Ừ. Nhân hấp nếp hơi lạc. Nếp hơi lạc ha. Chuối là vừa nè. Nếp lạc à. Để mỗi người hỏi ý kiến thử, để không nói trước, để thử tới ông Đa coi sao nha. Ừ. Trời ơi, anh chuối gói là đỏ đẹp không? Để học tới ông Đa anh xử cái ý kiến sao nha. Ừ. Vậy là kể từ đây là hết ai và hết ai là kêu tôi mua bánh rồi đó. Ừ. Tự làm đó. Tự xử được đó. Tự xử được rồi đó. Rồi bây giờ rồi đó ha. Ừ. Thử này nữa nha. Quá rồi đó. Đó là chuối đó. Ừ. Giờ không biết kiếm tôi ăn thì tôi làm tôi chưa ăn nữa. Ừ. Ừ. Ăn cái này cái đó. Nhân dừa quá. Nhân dừa. Nhân dừa. Béo giống như miền Tây mình ha. Dẻo, bếp dẻo, nếp dẻo. Ừ. Khác dừa nữa. Hết sảy số 1. Ừ. Thấy không? Thấy ngon không quý vị? À. Ngon ngon.
lúc ai đặt cái tôi làm. Ai đặt cái tôi làm tôi bán. Nó lấy tiền làm người thiện trơn. Tháng năm nữa chứ mình đâu kiện nữa hết. Không, thường mới là Tết thôi. Tết thì chùa ta bán rồi. Làm ngày thường á. Làm nhỏ nhỏ vậy thôi, đừng làm bự quá nó ngán á chú thấy không? Đúng rồi. Ừ. Mà nếp dễ dẻo quá. Mà nếp dẻo quá. Em còn nồi bún riêu nữa đó nghe. Hôm nay còn bún riêu. Đây nè thấy không? Mọi người. Một túi đó mà tôi làm ra nhiêu đồng hả nè thấy không? Một bịch nếp đó hả? Ừ, bịch nhỏ đó nè, thấy không? Đẹp lắm, gọn lắm, gọn không? Thấy không? Tôi không phải là tôi khen, ý mà nó chuyện tổ đại nè. Có ai mà mới gói lần đầu mà đầu nào nó đều, thấy không? Đẹp lắm, thấy không? Chỉ có bánh chuối này nó hơi... Xinh xác chút. Cảnh mềm lắm. Mềm quá. Nó tổ đại. Thì bây giờ tình nghĩa thì ông có hai ông bà à. Bây giờ không có được, cái này thôi đấy. Cúng á, để tôi gói cái bên hai là để cúng. Coi này mình ăn rồi. Bữa nay tôi gói cho nó mình gói là thứ hai à. Có nghĩa là mình có kỹ thuật hơn. Nó là để cúng. Để cúng. Ừ. Để coi còn mấy trái chuối. Bữa nay tôi gói vậy nè. Tôi gói một đòn một trái chuối với cục đậu xanh nè. Làm giống như quê mình lôi vừa chuối vừa đậu xanh nè. Nửa đòn. 1, 2, 3. Mấy trái chuối. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trái. 11 trái. 1 trái, 11 đòn. 11 đòn. Đó, thấy không? Không, thầy có thể chú này chắc không đúng được. Để, tại vì thầy có chung cái này đó, là hai cái đó thầy có đồng hồi luôn. Rồi bây giờ tôi làm nè, chú nè, ông Đan nè, ở Đà Lạt nè, vợ chồng Thiện Căng, mẹ con Hoàng, với vợ chồng Tâm Liên, mà mình nó có qua hơn nhiêu đó thôi. Nhiêu đó 11 đòn. 11 đoạn người thì được là không đoạn nhà thôi. 11 đoạn mình là cái này với chuối nó bự lắm. Cho cái qua Đà Lạt nhiều tại tên nhà ta đông. Ít thì mình lấy hay ít thôi. Ý con là thầy trọ cho cái này với cái này mà mỗi thứ cục vậy vô cái đoạn bự lớn. Không, nó riêng vậy nè. Ví dụ như một khúc là bà đoạn như vậy thôi. Thì khúc này là chuối nè, khúc này là đậu xanh nè. Ủa vậy? Nè, ví dụ như đoạn như vậy. Chứ không phải hai cái kẹt chung vô hả? Không, kẹp chuối nó bự lắm. Ví dụ tôi để nó vậy nè. Cái khúc này là chuối, khúc này đậu xanh. Ví dụ bây giờ nhà có hai người à, ăn hai đòn xong hết. Nhưng mà điều tôi miếu, nếu biếu hai đòn nhưng mà ý tôi làm vậy đó. Có nghĩa là bây giờ bữa nay hai mẹ con, ví dụ như hai mẹ con của Duyên Thiện thích ăn vàng hoàng, thích ăn chuối, cổ thích đậu xanh thì hai đậu hay vậy đó. Giờ tôi nghiên cứu tôi pha chế vậy đó. Rồi thầy làm một mớ đòn không có bánh này, không có nhân này, không có cái này nữa. Đó là bánh tét chay. Tét chay nhưng mà chay đó phải ăn với chao chùa. Chao chùa hay là... Nhưng mà không đủ, tại vì tôi kinh nghiệm ngày hôm qua là một bịch nếp ra làm ra 14 đòn vậy nè. Nhưng mà bây giờ bữa nay tôi làm ra 10 còn có 11 nhân nè. Cái kia thầy làm bánh tét chay sáng ra thầy căng khoanh lên chiên lên ăn trời nó bắt. Gì đâu nghe. Ừ. Với cái bây giờ nhưng mà bữa nay tôi biết kinh nghiệm chỗ này nó làm sao mà mình cho nó khéo lại giống vậy nè ha. Cái chỗ này nè rút đẹp không. Ừ. Nhưng mà chỗ này nó chưa có rút nè đó, mình nghiên cứu cái nữa. Sao này, một coi hai ba bốn năm sáu bảy đòn này làm sao cắt là được làm tám phanh á. Dạ. Làm sao tám phanh cắt ta ăn ta cắt dục hết chứ đâu có ai coi đẹp xấu gì đâu thầy ơi. Rồi để tới ông sĩ vô ý kiến bức tét thôi ông sĩ. Bây giờ ông đặt nhiêu đòn nè? 22 đòn. Ông đặt nhiêu đòn tôi đỡ rồi tôi hy sinh. Bó chuối này phải không? Hả? Bó chuối này phải không? Đúng rồi. Ở trời chừng nào có đó, qua đại hàng đó. Chết cha nó bự quá trời bự, thôi kệ đi. Thì làm cái đòn bự. Đòn bự. Đòn bự luôn có lâu không? Ai ơi, muốn ăn bịch đã luôn. Ngồi vô. Để ông ý kiến gì bánh tét nha. Ý kiến của thôi, lần đầu tiên trong đời đó nha. Nhưng mà làm được là quá giỏi. Thì bởi vậy tôi không ngờ luôn, tổ đại đâu thiệt.
chứ tôi ghét cái mà hồi tôi làm riêng được mà biểu tôi ngồi tôi phụ tản mãn tỉ mỉ là tôi không thích, thấy không? Vậy là bây giờ ăn thử ý kiến cái gì coi rồi tôi làm cho. Nó muốn bánh chuối hay bánh đậu gì đó. Rồi anh mua bắp cải giống tôi ông nội ha, tôi biểu mua nhỏ thôi. Chứ giờ không có nhỏ rồi sao đây? Ăn thấy bộ nội luôn. Ăn cho nó vừa ăn vừa. Cái này là ngò rí à, đúng rồi. Đó. Ngò còn ngọt kia ngò Mỹ. Nên cho mấy ông ăn muốn riêu. Bây giờ làm á, làm tới 12 rưỡi nghỉ ăn để cho ông ba ông 1 giờ ông chạy về. Chứ bây giờ kéo dài hết buổi tôi rồi trời. Ngồi sao lắm, tới đầu hơn tới hay tới đó. Làm mà kéo dài tôi nói tôi không có thời giờ ông nội ơi. Thiệt đó, không phải tôi nói. Làm nữa ha. Các ăn thử kiến bánh rồi sao? Béo người giống người miền Tây không? Ông hai cùng đậu xanh nữa. Ngào xanh nè, măng xanh, măng chuối đâu. Dạ. Măng chuối. Chuối cũng ngon lắm mà. Cũng kiện chuối. Dạ. Vậy là có lý phải không? Dạ, rất là đó. Thì làm lấy mấy đòn? Hả? À, lấy 5 đòn. Con nó cho tặng ăn chứ không có bán. Tại vì nhưng mà lấy ở tôi không có 5 đòn thì đâu có gì, tôi chưa gói tới. Ờ, tưởng mua chứ con đi đòn. Còn đâu nói chứ đâu bán mua thì tại chập chơi vậy chứ. Nhưng mà vậy là gói vậy là được đúng không? Quá được luôn. quá được. Ăn này thơm mùi nhang. Sao tôi mình giang thì do tôi chưa cúng á, bữa nay tôi mới gói cúng nè. Không, mình giang đó là chùa. Của chùa, thơm mùi nhang. Tại thế này đâu, thì cho ông này cũng nói của chùa thơm mùi nhang. Thì cái tôi gói tôi hồi hộp nữa. À, thầy có được, rất á. Bởi vì không ngờ luôn á. Cái nhân ngày qua tôi gói được rồi tôi mừng, hết sức mừng luôn á. Nhưng vừa ăn thấy chưa? Mà nếp thầy cho chút xíu mặn nữa là ngon á. Ta ăn không, ta không thấy ngán nữa. Mới được ăn mặn ngon mà. Cái này mà nấu mà có thịt nó lồi vô nên là bá bát luôn. À đúng rồi, có thịt nó ngon lành luôn mà tại vì cái đó nó mặn mòi thêm hơn. Đem nếm rồi vô. Năm tới á, năm tới tôi làm. Có dừa thật nó đã. Nó trời có dừa mà có sát dừa mà thầy á. Có dừa thật nếm. Là pha chế y như kia miền Tây luôn mà. Thường này bán thì không lấy mấy đòn để cho tặng cho mấy người ta. Bây giờ thật sự ra đó, tôi làm thì tôi làm vẫn được chứ làm biếng quá. Thôi, nghỉ thôi. Thì nó chứ tôi đuối ông ơi. Làm qua có mình vậy đó mà làm mười mấy đòn, tôi thử mới lần đầu mà. Hồi đó ai làm đó dòm. Rồi thí dụ như làm á, mạnh ai nó ý kiến làm gì, cái tôi đứng tôi dòm, hồi tôi đi lên cho rồi. Cái hôm thì bô, đồ nó không có nhiều. Ừ. Đồ mà mua mấy bán chối vậy không có hết. Nhà Tết thì không có hai cái đầu tre lấy gì mà mua chạy mua rồi chạy lên không có cái cửa này nè, cửa này có làm cũng như không đó. Con ba chỉ cho ông coi, ông sửa cho mấy cửa sổ bên trong rồi. Nó bị bữa hôm xanh ít, bữa nay chắc cây nó nở rồi sao á. Thì mùa này cây nó nở rồi. Bây giờ ông làm sát đi vô. Mấy cái giáp ông làm giống đi chơi vậy thôi, giờ làm ơn làm đàng hoàng ấy vậy được rồi. Qua Tết là trời ơi, rồi qua Tết đó, trời bữa nay cho nó xong mới cái lặt gặt rồi thì bây giờ làm nó xối sửa cửa kia trời lạnh nó bị giãn nở cây đó thầy buộc thì thôi thầy chứ ngon kệ mình còn giãn nở rồi nó thầy chứ ngon chơi các bạn lấy kệ vô kệ, nhưng mà cuối cùng rồi nó tôi đâu biết đã, tôi không có rành bên đây rồi mà tôi kệ thầy đó vậy có chỗ ở chui ra chui cái vậy. Cái gì vậy là một lần làm khó thì ráng làm chứ từ từ giờ làm từ từ đi đó, cũng như cái cửa này tao có đúng theo đâu phải bóc lại làm lại rồi thì khui lên nữa hả thì phải làm lại chứ tự nhiên khơi để mới ra bài tùm lum nữa là tôi dọn xưa thì cái tôi dọn đấy tôi đuối rồi tôi nói thiệt ông giờ tôi đuối thiệt rồi. À, đó. Năm nay là không có còn sức khỏe như một năm nữa cho nên bây giờ mà thấy bài cái gì ra là thấy rõ thôi. Thầy còn chứ. Thầy trẻ tuổi mà nói vậy thì trời ơi, tụi con bây giờ năm này là 60 là tâm lý của mấy ông ngoài đời mấy ông có niềm vui con. Niềm vui người đời tôi á thì bây giờ để đọc sách đọc kinh rồi mấy ông mà tại nó có niềm vui ngoài đời tối còn tù ti tú tí rồi có bờ dai đồ trời tôi ơi, giờ con. Hỏi á tối tôi á lạnh lẽo cô phòng lấy cái gối ôm làm bạn. Lấy gối ôm làm bạn nhưng mà đó phải thấy chưa đó
đen với cái cửa đựng cho gió nó bay vô á, nó lạnh. Đang ngồi đây là nó gió lùa vậy mà nó cũng có được nó lùa vô à. Ủa nghe nó có sổ là bị gì? Sửa rồi, nãy giờ ba sửa rồi. Rồi. Đóng là được, nó không khóa được thôi, nó không gài được á. Dạ gài được chưa? Dạ được rồi. Đè, đẩy cái trên lên, về dưới thôi. Chứ cũng bình thường mà. Mỏi vậy. Đâu có được cái này á là ông tôi tính làm rồi mà tôi chờ ông lại cái ông quyết định sao đây nè, đó nè này ai chơi cho ông á miếng cây chơi mà nó cũng không dính giờ sửa lại chứ đàn giờ đẩy nó ra thôi, đẩy cái cửa cái thành này ra, đẩy này ra bóc đẩy này ra thì đó, bởi vậy thì phải coi cái ông là làm sao mà phải ra rồi chơi làm sao cho nó cứng chứ tôi đó. Cái đấy. Ai chơi nó ổng sợ miếng cây rồi. Nếu ông làm tôi có bánh đó nghe, tôi trước à. Bị sao nếp sáng giờ. Có nãy giờ tôi đi kiếm cái riêu để mà tôi làm ở đó. Với ồ rau răm thầy có hả? Mới mua đó cha nội từ Cali gửi qua bên đây kiếm một cọng không ra đó. Lấy lại kiếm có. Mua mớ hộp vịt lộn không có đâu. Hộp vịt lộn đâu có cho, tưởng đâu là ăn thì tôi cho, cho vịt lộn tôi cho vô tội chết. Tôi đồng cảm hả? Cộng hưởng. Đồng cảm là như bằng cộng nghiệp. Cộng nghiệp, đó. Chúng này phải tháo cái đèn này xuống bỏ số có rồi. Cái đèn đó làm sao nữa cho nó cháy tôi chúng nó sửa cho không cháy gì đây nhà tôi không cháy rồi giờ sớm cho làm á rồi ăn má phanh bánh vậy thôi hả thôi rồi ôi đã nghe hồi nó còn ăn thứ khác nữa tôi giờ tôi trộn gỡ giờ tôi trộn gỏi tôi làm món riêu cho em nghe. Công nhận á, mình làm là cái mình dòm, không muốn ăn dòm không vậy nè. Đã làm cái gì, chính mình làm nó thành công á, mình thấy nó vui chứ sao. Đúng năm nay là tổ thương tôi rồi đó, tổ tác rồi, tổ đãi rồi đó. Tôi hồi đó giờ tôi không có nấu chè được nữa, giờ bữa nay tôi bực mình, tôi nấu thử một nồi chè sau nước rồi. Ngày mai tôi nấu chè sau nước tôi cúng. Bây giờ tự làm hết. Hồi, cái gì tôi làm đồ ăn được mà không có bao giờ tôi nấu chè thành công nha. Mà tự nhiên 2-3 lần này là nấu chè được rồi, bây giờ tới bánh tét tôi làm được nữa rồi, bây giờ là cái nghiệp tôi nó qua hết rồi đó. 10 lần nấu chè là 10 lần hư à. Không khét thì nó sống thì mới được nấu chè kỳ rồi ngon. Kỳ này bánh tét ngon. Thời tới rồi đó, thời tới rồi đó. Tới thời. Thời tới, rồi bún riêu nè. Thấy không, mà tôi tha tôi nấu nồi riêu cũng ngon nữa nè. Đó, anh dạy hồi tôi bỏ đậu hũ vô. Nè, mà thấy không, thấy riêu không? Thấy chưa? Ừ. Thấy không, nó riêu nó lên, nó nổi lên rồi, thấy không? Riêu bồng nó trời. Riêu bồng luôn á. Thời tới cả không kịp, thấy không? Rau răm gì mà mua bên đây không có đâu, phải nhờ bên Cali. Muốn ăn mấy cái đó. Tới mùa mình trồng cả đống thì mình không ăn. Rồi đi, chú sĩ. Bây giờ ra đi là chỉ luôn này là cháu sẽ bây giờ vậy nè. Ý của tôi đó, hồi đó ông cãi tôi, không phải cãi. Ông nói tôi đâu có nghĩ ra đâu. Bây giờ ở chỗ này nè. Làm ra hả? Qua Tết làm mà làm hà tiện, đừng có tốn tiền nhiều. Chứ tôi không có tiền nha. Đây nè, kéo tự dách này nè ha. Ra đây cho tôi cái phòng ngủ. À, cái phòng này là phòng khách chứ bây giờ. Cái này phòng khách, không phòng khách, phòng ngủ phải không? Nhưng mà này đã tốn nhiều hơn đông độ cái bao nhiêu. Chứ thiệt là tôi không có tiền đó nha, là hết thiệt rồi đó. Hôm trước còn mượn, khe địch tới giờ hết mượn khe địch được rồi đó. Có nhiêu mượn hết rồi. Bây giờ tôi tính á, mai mốt rồi là lãnh học thầy nào qua cho thầy ở dưới luôn, tôi lên đây tôi tịnh dưỡng luôn à. Tôi lại có chết thì khiêng đi cái này nè đi ra. Gì mua hồi nãy hả? Ủa mua chợ ganh mát rồi hả? Đó, giờ sao? Đâu nghiên cứu coi từ cái chỗ cái phòng đó kéo ra thêm. Đây hả? Kéo ra luôn hả? Không, kéo đây. Ngang cái đó đó, cái phòng đó đó. Kéo sao? Thì cũng kéo y vậy, kéo ra thôi. Là thầy muốn đưa qua này nè. Dạ. Đưa qua. Đưa qua này hả? Nâng một tầng nữa kéo ra. Có nghĩa là cái máy đó đó, bằng qua. Vậy thôi thì cũng bằng cái cà bằng cái đó đừng có tốn đằng cho nó ăn da cái dách đó đó. Cái dách đó là mở cửa không? Mở cửa tôi đi ra nè. Đưa lên cái nãy. Đưa đâu có tốn gì nhiều đúng không? Nhưng
mà cái phòng trong nó thấp chưa? Hả, phòng nào? Phòng đó. Kệ tôi ngủ mà. Phòng dưới nó thấp sao? Hả? Cái thầy đưa ra nó bằng cái phòng đó đó. Không, đưa ở trên, chịu khó tôi biết. Biết là đưa ở trên nhưng mà thầy đưa ở trên đó thì ở trên đó nó phải thầy phải làm bằng cái này. Sao? Vâng. Là cái kia. Nhưng bây giờ tôi không muốn bằng, tôi muốn làm bước lên cấp bây giờ kệ đi, đã tôi nói làm mình học tiền đi. Đây nè, làm ra từ cái cây này nè, thấy không? Thì muốn ra bao nhiêu nữa nhưng có lỡ thôi ra kéo cho tới đây luôn kia rồi chứ giờ ra sao được. Cây nào cũng cây. Thấy không? Kéo ra vậy đi đặng. Nhưng mà thầy phải hạ cái máy bằng cái này bằng à. Dạ. Làm như này bằng thôi, thầy có rung cho nó, thầy để dốc vậy đâu có rung cho nó đâu. Dốc sao? Xéo vậy đó được, để bằng cái này. Ừ. Thấy không? Thả bằng cái lô này, thầy mới lên cho nó được. Đó. Thì đúng rồi, nhưng mà mở cửa đi từ trong phòng nó đi ra. Ví dụ có khách thì tôi ngồi ra này, tôi ngồi tôi giảng khách đạo hay là tôi uống nước trà được ha. Bên này là cái chỗ ngủ. Phòng ngủ, còn cái khách ở cái ừ. Nó lâu là không bao giờ không tốn bao nhiêu đúng không? Không có tốn nhiêu. Đó, thì vậy tôi mới làm chứ thôi, tôi hết tiền thiệt rồi, nghèo thiệt rồi đó. Đó thì bây giờ ông chỉ cho ông ba nè, mấy cái này rồi test cái giùm nè. Rồi sơn lại không? Yeah, sơn lại có. Đó. Chứ nó thôi mấy đứa nhỏ nó nhằn quá, nó cứ nói làm không đâu rồi đâu hết trơn. Cái này phải mua miếng mã thầy chấp giá. Dạ. Yeah. Bây giờ nè, bây giờ hết rồi, bây giờ không có chó lấy này ra nè. Dỡ chỗ chó ra rồi. Mua chi nữa không nè, nguyên cái vách đó nè, trời ơi. Cái gì cũng mua hết trơn. Rồi đó, xong lấy cái này bỏ lên. Ừ. Ông ba ơi. Làm. Bây giờ làm sao mà đừng có cho gió nó lòn vô á chú sĩ. Bây giờ gió nó lòn nó tốn máy lạnh, tốn máy hết quá rồi ông ơi. Cái không tốn. Anh xe lên trên mà gió sao lòn được, lòn cái cửa sổ thôi. Nó lòn mấy cái đường này nè. Chết nó lại. Ừ. Chứ nó gió, tháng này tôi đã điện mệt luôn, tháng mấy trăm đồng tiền điện, á. Rồi hai ông làm đi, tôi gói bánh. 12 rưỡi trưa. Ồ, hay về tôi la làng. Nè, trời ơi, tôi gói bánh tôi thành công, tôi phái quá quý vị ơi. Đẹp không? Cái dĩa bánh không? Thấy không nè, thấy không, bịch nếp gói ra nè. Mừng quá trời quá đất, cái gì mình tự mình làm được cái mình mừng ghê luôn á. Trồng đổ cho mấy ông ăn. Người can khìa xả ớt. Nấu nồi bún riêu. Bún riêu cho ăn cho đã hết. Rồi thôi.